Đồng hồ nội thất Kim Dung xin kính chào tất cả các anh em đam mê sưu tầm trên toàn quốc. Anh em mình cũng đừng quên nhấn vào chữ đăng ký. Sau khi anh em mình nhấn vào chữ đăng ký sẽ có biểu tượng quả chuông. Anh em mình hãy nhấn vào biểu tượng quả chuông để luôn nhận được video mới và sớm nhất từ đồng hồ Kim Dung nhé. Để chốt sản phẩm và cũng như là sự tư vấn thêm từ đồng hồ Kim Dung thì anh em có thể gọi hoặc trực tiếp hoặc là add Zalo của Dung qua số là 0939 119 604 nha anh em. Và hôm nay Dung giới thiệu đến tất cả anh em 9 chiếc đồng hồ treo tường giá rất là mềm luôn anh em. Trong tháng 6 này hiện tại Dung đang sale những chiếc đồng hồ này ưu đãi với tất cả anh em. Mỗi sản phẩm trong cái lô đồng hồ này giảm xuống mỗi một chiếc là 500.000 nha anh em. Thì Dung xin chia sẻ đến tất cả anh em chiếc đầu tiên. Chiếc đồng hồ này 2 ổ cốt anh em. Tổng kích thước của chiếc đồng hồ này là chiều dài là 53 cm, chiều ngang là 42 cm và chiều sâu là 16 cm nha anh em. Sở hữu tông màu nâu vàng nha anh em. Gỗ với chất liệu gỗ sồi vàng nè anh em. Chiếc này thì điểm giờ 30 phút và mấy giờ thì búa sẽ gõ mấy lần báo giờ nha anh em. Mặt số hình chữ nhật nè anh em, số in nha, 2 nồi cốt. Đấy anh em, 6 giờ thì búa gõ 6 lần nè. À, 30 phút búa gõ 1 lần nha anh em. Chiếc này cũng còn khá là chắc chắn luôn anh em. Giá thì rất là mềm nha. Như mọi khi thì Dung bán chiếc mã số 1 này là 4,2 triệu nha anh em. Nhưng mà Dung đang sale với tất cả sản phẩm trong 9 chiếc đồng hồ trong cái lô ngày hôm nay. Thì Dung sale 500.000, giảm giá cho tất cả anh em mình. Thì giá chỉ còn 3,7 triệu nha anh em. Đồng hồ mã số 1 này 2 nồi cốt, giá 3,7 triệu nha. Sở hữu form thùng bè khá là đẹp luôn anh em. Và sang chiếc đồng hồ mã số 2 cũng là được xuất xứ từ nước Đức nha anh em. Chiếc này thì lô trước thì Dung có giới thiệu rồi cho tất cả anh em, nhưng mà do chưa có thuộc có duyên và cũng như là thuộc về sở hữu của ai nên là trong lô này sẵn thì Dung xin phép được sale giá cho tất cả anh em mình sưu tầm luôn. Thì tổng kích thước chiều dài của chiếc đồng hồ 2 ổ cốt mã số 2 này là 77 cm, chiều ngang là 33 cm và chiều sâu là 15 cm. Cũng với chất liệu gỗ vỏ sồi vàng nè anh em. Tông màu nâu vàng rất là sáng nha. Mặt số tròn nha anh em. Phía dưới này là cái phần kính ghép nè anh em. Cái phần viền này nè với chất liệu là đồng anh em. Nhìn rất là sáng và đẹp nè. Mặt số thì đường kính là 20 anh em. Đây anh em thấy không, số in luôn anh em. Chiếc này thì điểm giờ là bởi là gông vòng nè anh em, âm gông vòng nhé. Cái phần quả lắc thì Dung cũng quay cho anh em mình xem nè, có vì phần cứng nhẹ nè anh em. Cơ chế điểm giờ cũng là 30 phút và 60 phút. là búa gõ 9 lần và 30 phút thì búa sẽ gõ một lần nè anh em. Chiếc này khá là dễ thương nha anh em. Giá mã số 2 thì Dung đang bán với giá là 4,2 triệu nè anh em, nhưng mà Dung sale xuống ưu đãi cho tất cả anh em mình thì giá chỉ còn 3,7 triệu thôi anh em. Giá rất là mềm và hợp lý luôn. Rồi anh em mình xem lại ha. Phía trên này cũng chế tác rồi anh em, thủ công nè, chạm khắc bằng tay nha. Những cái đường viền như thế này hai bên, nhìn chiếc đồng hồ rất là đẹp. Rồi anh em mình tiếp tục sang chiếc mã số 3 nha. Chiếc mã số 3 này được xuất xứ từ nước Pháp nha anh em. Thương hiệu rất là nổi tiếng, đó là thương hiệu Odo. 2 nồi cốt anh em, và cơ chế điểm giờ thì giống như những chiếc đồng hồ 2 ổ cốt. 2 chiếc vừa rồi Dung giới thiệu cho anh em thì cũng là cơ chế là 30 phút sẽ điểm giờ nè, và lên 60 phút mấy giờ thì búa sẽ gõ mấy lần. Và hai kiểu dáng của chiếc đồng hồ Odo này form rất là nhỏ gọn anh em. Chúng ta trong không gian phòng hẹp hoặc là không gian nhỏ nào đấy thì chúng ta có thể treo rất là phù hợp nha. Thì tổng kích thước chiều dài cũng như chiều ngang là 37 cm anh em, mà chiều sâu là 13 cm. Cái phần cửa này rất là dày dặn nè anh em, có tạo những cái đường viền chỉ sâu lõm vào cái phần gỗ nè anh em, tạo một cái những cái đường chỉ để bật lên cái sự thu hút cho chiếc đồng hồ mình á. Mặt số cũng là mặt số in nha anh em. Chiếc đồng hồ này có điểm đặc biệt nữa là cái phần phía trên này anh em, có cái phần anh em mình có thể đỡ ra như thế này nè. Anh em mình thấy không, bật ngang bật lên nha, chúng ta mở lên như thế này. Đây có cái phần gài lại nè anh em, miếng gỗ nè, để chặn lại nè anh em. Và khi mình lên cốt anh em, miếng gỗ như thế này nha, chặn lại đỡ cái phần cái cửa. Đây thì Dung sẽ chỉnh cái phần điểm giờ cho anh em mình nghe âm rất là ngon nha. Điểm giờ một gông đơn, chất liệu là gông đồng. Đấy, 5 giờ anh em. Phía dưới này thì cái phần này cho anh em, khi nào mà chúng ta treo móc quá lắc vào á, thì anh em mình mở bật cái cửa ra như thế này nha. Sau đó chúng ta hạ cái phần này xuống, chúng ta đưa cái tay vào, chúng ta móc nhẹ nhàng vào cái cặn ngựa nè để móc quả lắc vào nha. Đây gông nè anh em, gông đồng nha. Thương hiệu Odo thì rất là nổi tiếng rồi. Anh em nào mà chúng ta thích những chiếc đồng hồ sưu tầm về cơ và cũng như là những chiếc đồng hồ treo tường á anh em, thì thương hiệu này cũng không có quá xa lạ. Âm của chiếc đồng hồ Odo mã số 3 là rất là ngon luôn anh em. Vỏ thùng rất là đẹp, gỗ thịt nè anh em, rất là dày dặn nha. Chiếc Odo được xuất xứ từ nước Pháp, mã số 3 này thì giá Dung bán là 5,1, nhưng mà Dung đang giảm giá là còn 4,6 triệu nha anh em. Chiếc Odo mã số 3 giá 4,6 triệu, rất là mềm và rất là hợp lý để anh em mình sưu tầm. Và kế tiếp chiếc Odo mã số 4 thì tổng kích thước chiều ngang và chiều dài là 36 cm nha anh em. Chiều sâu là 12 cm. Thương hiệu Odo anh em mình thấy trên cái mặt nè anh em, rất rõ luôn nha. Chiếc Odo đang điểm giờ luôn anh em. Rất là ngon nha, rất hay. Điểm đặc biệt của chiếc Odo này là hai bên anh em mình thấy cái phần là chạm khắc nè, thủ công bằng tay nè anh em, tuyết hoa lá tây nha, nhìn rất đẹp. Phía trên này thì có, phía dưới có cái hai cái đường viền chỉ anh em, ba đường viền nha, ba đường viền chỉ. Chiếc này cũng còn khá là lành lặn anh em. Chất liệu gỗ sồi vàng nè anh em. Cái phần phía bên gỗ bên hông nữa nè anh em, để mà chúng ta chặn lại nè, khi chúng ta mở cửa chúng ta lên cốt. Anh em mình thấy thiết kế rất là hay, bật cái cửa ra như thế này. Đấy, 7 giờ anh em mình nghe thầy bố gõ 7 lần và 30 phút thì bố sẽ gõ một lần thôi nha. Đây là quả lắc gông anh em. Gông chiếc mã số 3 là gông xéo, còn chiếc mã số 4 là gông thẳng nên anh em mình thấy. Mặt cũng là mặt số in luôn anh em. Chiếc Odo mã số 4 này Dung đang bán là 5,3 triệu nhưng mà giảm giá là còn 4,8 triệu nha anh em. Đấy, anh em mình xem. Và kế tiếp là chiếc mã số 5. Chiếc mã số 5 thì giống như chiếc mã số 3 Dung giới thiệu, thì anh em nào thích thì chúng ta có thể mua một đôi nha. Mã số 3 và mã số 5. Hai chiếc về phơm vỏ anh em giống nhau lắm anh em. Và chỉ có khác là cái phần cái thương hiệu anh em, logo đóng trên mặt số này của cái chiếc số 5 thì nó to hơn một xíu nha. Và cái chiếc mã số 5 này anh em mình thấy cái phần cửa này cũng khá là dày dặn luôn anh em, rất là dày nha, gỗ thịt nè, rất là nặng. Và thương hiệu Odo đóng rất là rõ ràng, Mark and Fun nè anh em. Phía bên ông này cũng có cái phần cái gỗ để chỉnh nè anh em, để chúng ta bật ra. Đây là quả lắc nè anh em. Và chiếc Odo mã số 5 này là cũng là gông thẳng luôn, gông đồng nha. Anh em mình thấy mặt số của chiếc mã số 5 này còn rất là sáng, rất là đẹp nè. Chiếc mã số 5 thì âm cũng khá là ngân, nhưng mà so về cái độ phát ra âm to thì nó sẽ không bằng chiếc số 3 và số 4 anh em. Nhưng mà đổi lại thì chiếc này phơm vỏ rất là đẹp và mặt số rất là đẹp. Và những anh em nào mà chúng ta thích sưu tầm và để trong cái phòng ngủ của chúng ta thì âm của chiếc đồng hồ mã số 5 rất là phù hợp nha. Đấy, anh em mình thấy là âm phát ra vẫn rất là rõ nha, vẫn rất là ngân, nhưng mà cái cường độ về âm thanh đó anh em, nó sẽ thuộc cái phần là tông nhẹ hơn một xíu. Đấy, anh em mình thấy là cái phần phơm vỏ là rất là đẹp. Sau khi anh em mình bật lên xong thì chúng ta chỉ cần đẩy cái phần nắp này lại nè anh em, và chúng ta gài lại thôi. Chúng ta gài cái phần lại như thế này nè. Đó anh em thấy không? Gài cái phần chốt trên này lại, gài cái cửa lại thôi. Thì chiếc Odo mã số 5 thì Dung đang bán là 5,1 triệu nhưng mà giá đang giảm chỉ còn 4,6 triệu nha anh em. Và kế tiếp mã số 6. Mã số 6 thì chiếc này Dung cũng đã chia sẻ với anh em, nhưng mà trong video này thì Dung cũng để vào lô để mà Dung sale xuống cho anh em nào chúng ta sưu thích thì chúng phải sưu tầm luôn nha. Chiếc mã số 6 này là thương hiệu là Junghans, được xuất xứ từ nước Đức. Và anh em mình thấy cái phần phía trên này là phần kính thẳng anh em. Đây là cái hiệu hai mũi tên của Junghans. Phía dưới này thì những cái kính, phần kính mài lại anh em, kính rép lại nè anh em. Những cái viền này là chất liệu là đồng nè. máy phát cảnh anh em. Thì tổng kích thước của chiếc đồng hồ Junghans mã số 6 là chiều dài là 75 cm, chiều ngang là 32 cm và chiều sâu là 16 cm. Dung đang bán với giá là 4,2 triệu và giá đang giảm là còn 3,7 triệu nha anh em. Chiếc đồng hồ số 6 giá 3,7 triệu thì sở hữu tông màu rất là ấm anh em, tông màu nâu nâu tối. Chiếc Junghans này đánh âm là khá là ngân và rất là sâu tuổi rồi anh em. Về cái phần mặt số này anh em, số in nha, qua quá trình sử dụng một thời gian khá là lâu nên cái phần này nó sẽ bị sờn nhẹ anh em mình thấy. Cơ chế điểm giờ cũng là 30 phút và 60 phút luôn anh em. Junghans đánh âm rất là ngon luôn anh em. Và mã số 6 thì Dung đang bán với giá là 3,7 triệu nha anh em. Giá Dung đã báo là đã sale rồi đó anh em, đã giảm giá rồi nha. Và chiếc mã số 7 cũng là một chiếc đồng hồ 2 ổ cốt được xuất xứ từ nước Đức. Và cái form mặt đó anh em, phần kính trên đây là kính mo nha anh em. Mặt là 20 nè anh em, khá là to luôn. Và phía trên này có chạm khắc nè, thủ công bằng tay, chạm khắc điêu khắc hoa hồng nè anh em, rất là đẹp nha. Phía dưới này anh em mình thấy cái quả lắc dao động nè, quả lắc chất liệu đồng rất là đẹp. Và vỏ gỗ của chiếc đồng hồ này là cũng chất liệu gỗ sồi anh em. Tổng kích thước chiều dài của chiếc đồng hồ mã số 7 là 70 cm, chiều ngang là 30 cm và chiều sâu đó là 16 cm. Đánh gông điểm giờ là gông thẳng nha anh em, một gông đơn và gông xéo. Anh em mình xem viền anh em, mặt còn rất là đẹp nha, mặt số in, quả lắc vàng đồng. Chiếc 2 ổ cốt mã số 7 này Dung đang bán với giá là 3,9 triệu nhưng mà giá sẽ giảm cho tất cả anh em mình là chỉ còn 3,4 triệu nha anh em. Và chiếc Odo cuối cùng anh em. Chiếc Odo này thì thể hiện trên mặt là 2 nồi cốt nhưng mà cơ chế là chỉ có một nồi thôi anh em, là chỉ chạy giờ thôi nha. Anh em nào chúng ta thích thương hiệu Odo và chúng ta sợ ồn ào gì đấy thì chúng ta có thể sưu tầm chiếc mã số 8 này. Thì chiếc số 8 này chỉ chạy giờ thôi anh em. Đấy, thương hiệu anh em mình thấy nè, Odo nha, Mark and Frank và mặt số là số in. Cái phần số từ 8, 9, 10 thì có phần hơi mờ nha anh em, nhưng mà cũng còn xem giờ rất là tốt. Tổng kích thước chiều ngang và cũng như chiều dài là 36 cm, chiều sâu là 12 cm. Chiếc Odo này nhìn rất là mộc luôn em, giá cũng cực kỳ mềm. Thì chiếc mã số 8 này thì Dung bán với giá là 4,1 triệu nhưng mà Dung sẽ giảm cho tất cả anh em mình chỉ còn 3,6 triệu thôi nha. Giá quá mềm luôn, để anh em nào chúng ta thích những cái thương hiệu nổi tiếng và đình đám như Odo thì anh em sưu tầm ngay chiếc mã số 8 này nhé. Và chiếc mã số 9, chiếc mã số 9 này hôm nay thì thương hiệu này Zurich anh em, được xuất xứ từ nước Đức. Và những cái số này trên này anh em, cái số này là số đồng nha anh em, số nổi nha. Và cơ chế điểm giờ cũng là 30 phút và 60 phút. Thì kích thước chiều dài là 40 cm anh em, chiều ngang là 26 cm và chiều sâu đó là 10 cm. Điểm chung chén anh em. 5 giờ thì bố gõ 5 lần. 30 phút thì bố sẽ gõ một lần nha anh em. Chiếc này rất là dễ thương anh em, màu sáng, sạch sẽ và rất là dễ thương. Vỏ lắc cũng là chất liệu đồng anh em, mình thấy nè, rất đẹp ha. Chiếc này thì Dung đang bán với giá là 4,3, nhưng mà Dung giảm giá khuyến mãi cho tất cả anh em mình chỉ còn 3,9 triệu thôi nha. Dung vừa giới thiệu xong 9 chiếc đồng hồ cho tất cả anh em, và giá thật sự rất là mềm và rất là ưu đãi. Thì anh em nào mà chúng ta thích và cũng như là chốt mã sản phẩm nào thì có thể gọi ngay cho Dung hoặc là add Zalo của Dung qua số là 0939 119 604 nha anh em. Dung sẽ tư vấn thêm cho tất cả anh em và cũng như là gửi hình ảnh chi tiết cho tất cả anh em mình để anh em mình hiểu rõ hơn về sản phẩm mình sắp mua nha. Dung cũng xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi và lắng nghe video của Dung. Dung xin hẹn gặp lại tất cả anh em trong video kế tiếp nhé.